nghiệm kiến thức tổng quát. Thì ở đây mình có hai mảng từ vựng và ngữ pháp, có nghĩa là câu trắc nghiệm có khi trắc nghiệm về từ vựng của chúng ta, thì từ vựng thì không thể nào ôm ở đây được bởi vì nó rất bao la. Chúng ta phải học thuộc từ thì mới biết cái câu đó, cái chỗ trống đó cần từ gì để bảo đảm cái câu đó nó đúng nghĩa, thì phải học từ vựng thôi. Còn ngữ pháp thì ở trong bài 1, 2, 3 có những điểm ngữ pháp nào thì thầy liệt kê ra đây cho chúng ta. Không thể nào nói hết trên cái clip này được, liệt kê ra đây cho chúng ta xem thì có những cái cấu trúc ngữ pháp như thế nào đó, và mình nhớ cấu trúc để mình chọn đáp án cho nó đúng theo cấu trúc đó. Thí dụ used to, sao used to phải là verb, thì vô câu mà gặp used to thì nhớ chọn cái verb nguyên mẫu, hoặc be hoặc get used to verb in, thì vô câu mà thấy có be get used to thì không phải chọn verb nguyên mẫu nữa mà chọn verb in, là thí dụ vậy, thấy không? Rồi tương tự như vậy những cái phần ở dưới, các cái điểm ngữ pháp ở dưới, thí dụ như ước muốn thì đằng sau câu ước muốn mà có hai chủ từ đó thì cái động từ chia ở chủ từ sau phải là verb 2. Còn có ước muốn mà chỉ có một chủ từ thôi, thí dụ như đây nè, thì lại dùng từ verb đó. Thì mình phải học hết tất cả những cái điểm ngữ pháp trong cái phần tóm tắt này thì mình mới bảo đảm làm bài trắc nghiệm về ngữ pháp và từ vựng đúng ở trong cái phần số 3 La Mã này. Cái file này là file video, còn cái file PDF này mà thầy đang sử dụng để nói với chúng ta đó thì là thầy sẽ đưa nó thành một cái file PDF riêng không có trong video này lên trên lớp học kết nối cho chúng ta luôn nha. Rồi, nói sơ về thì thể bị động, cái thể bị động thì có nhiều bạn không biết làm là lý do gì. Lý do thứ nhất đó là không phân tích được SVO, có nghĩa là chủ từ, động từ, túc từ. Chủ từ là từ như thế nào? Chủ từ là từ làm ra hành động, thì mình chỉ cần nhớ cái mũi tên này đây. À, xin lỗi, xấu quá. Đây. Ha, rồi, đó. Rồi. Nó tác động lên, từ tác động lên động từ thì gọi là chủ từ, nó làm ra hành động mà. Rồi hành động này tác động lên một vật khác, một vật hoặc một người khác, thì vật và người khác đó là túc từ. Ha, thì phải biết xác định SVO rồi thì mới có công thức bị động được. Lúc đó mình lấy ô lên làm chủ từ cộng chữ bi này phải chia theo thì, có nghĩa là thí dụ thì hiện tại đơn thì bi sẽ là am is are, thì quá khứ bi sẽ là was were, thì hoàn thành thì bi sẽ là chữ been. Rồi nếu trong câu của mình mà có trạng từ chỉ thể cách, trạng từ chỉ nơi chốn, trạng từ chỉ thời gian, thì cái cách đứng của nó là trạng từ chỉ cách đứng giữa bi và verb 3, verb 3 lấy từ động từ này ra. Rồi tới trạng từ chỉ nơi chốn, rồi by, rồi tác nhân, by tác nhân là by là thêm vào, tác nhân là lấy từ chủ từ này ra ha. Rồi sau cùng mới là trạng từ chỉ thời gian nha. Thì cái này là ôn lại tóm tắt lại thôi, chứ chúng ta đã học rồi, bây giờ tóm tắt cho chúng ta nhớ thôi nha, chứ còn mà giảng hết ra luôn thì làm sao mà có thời giờ được nha. Trong cái clip này nó dài lắm, tất cả các phần được nha, cho nên là chúng ta phải ôn lại. Phía dưới thì sẽ có một cái bảng để tóm tắt công thức của các thì và ở chủ động và bị động luôn cho chúng ta học cho nó dễ nha. Rồi anh biểu báo thì mấy cái này thì mình phải dựa vào kiến thức của mình thôi, phải học phải hiểu biết thêm bên ngoài nha, vận dụng khả năng tư duy và hiểu biết thực tiễn để xác định biểu báo là gì. Thì chỉ có là có thể chỉ chúng ta một số cái thôi. Thí dụ như nếu mà biển báo nó về biển báo giao thông thì nhớ nè, nếu mà cấm thì thường nó có hình tròn ha, hình tròn. Cảnh báo thì thường nó hình tam giác, chỉ dẫn thì thường hình chữ nhật. Để chi khi mà mình nhìn thấy hình đó là biển đó, cái biển ở trong bài người ta cho là biển hình tròn, biển hình cấm, biển báo cấm, thì phải tìm cái câu nào nói lên cái sự cấm đoán thì mình chọn. Nhìn thấy hình tam giác, cái biển hình tam giác thì biết đó là cảnh báo, thì nhìn vô câu thấy cái câu nào nó cảnh báo thì chọn nó ha? Nghĩa đó, nghĩa cảnh báo chọn nó. Nhìn vô chỉ dẫn đi đấy, chỉ dẫn ví dụ như khu vực này, khu vực thành thị, ví dụ như có cầu vượt phía trước ha, vân vân, thì đó là bị chỉ dẫn, thì chọn những câu và chỉ dẫn đó. Về bài đọc, bài đọc 1 là bài đọc true false, thì dĩ nhiên là bài đọc là phải hiểu rõ rồi thì mới làm bài được rồi. Nhưng mà giờ lỡ mình từ vựng mình kém thì sao, cũng không có phải lo, phải lo căng quá làm chi. Đối với bài đọc 1 á, câu true false và hai câu trắc nghiệm ABCD đó, thì đọc các yêu cầu đề bài, yêu cầu phải làm
rồi xem câu đó nó xuất hiện ở chỗ nào trong bài, và ướm câu đó vô, rồi nghiền ngẫm coi nó có giống với câu đó không hay là nó khác, thì xác định nó true hay là false. Nhiều khi nó phải dùng từ trái nghĩa đâu mà mình không biết nghĩa thì mình chịu thua thôi, đúng không? Cho nên là chỗ này kiến thức là rất là lớn, vừa ngữ pháp mà vừa nội dung phải hiểu nữa nha. Nhưng mà lỡ mà dở quá thì sao, cũng cứ việc ướm cái câu đó lên rồi coi nó, xem xét nó rồi quyết định ha. Không bỏ câu nào hết, mà bỏ cũng không được, bởi vì trong bài trắc nghiệm này đã cài đặt bắt buộc rồi, không làm nó không cho gửi bài ha. Cho nên buộc mình phải làm, làm không được thì cứ chọn lại nha. Rồi bài đọc hai thì cũng cách làm tương tự như câu trắc nghiệm ở phần ba la mã ha, cũng là coi coi nó là câu về nội dung hay là câu về ngữ pháp. Câu về nội dung thì phải hiểu nghĩa, câu về ngữ pháp thì tìm cái điểm ngữ pháp đó, chia thì, chia dạng hay là cấu trúc nào để mà chọn đáp án. Nhưng mà nó chỉ khác ở chỗ là nó là một nội dung xuyên suốt của một cái bài à, nội dung nó gắn liền nhau. Cho nên có khi mình tìm trắc nghiệm câu 2 phải nhìn liên quan tới câu 1 chẳng hạn, hoặc trắc nghiệm câu 5 nó phải có liên quan tới trắc nghiệm câu 3. Đôi khi nó làm bài nó đan xen, nó móc xích với nhau vậy đó, thì mình phải hiểu cách làm ha. Rồi vị dạng của từ là cái phần này là cái phần khó nè, phần lớn là học sinh chúng ta không có hiểu nè, là khi nào dùng danh từ, động từ, tính từ, trạng từ thì nhiều lúc mình không biết. Thứ nhất là không học từ loại, học một từ thì phải biết từ đó là từ loại gì. Trong từ điển khi mà mình gõ một cái từ ra thì trong từ điển nó có cái từ loại kế bên liền rồi, vừa có phiên âm mà vừa có từ loại nữa thì mình phải học liền luôn, không có được bỏ. Thì giờ nói sơ qua về các chức năng của các từ là, thí dụ như danh từ thì thường nó làm chủ từ, làm tốt từ, làm bổ từ trong câu. Mấy phần này ở phía dưới chúng ta sẽ được hiểu nha, giờ chỉ nhớ vậy đi. Rồi danh từ còn đi sau các hạng định từ, thí dụ như là under, this, that, these, those, so many, many, much, little, few, a lot of, lots of, hoặc là những cái tính từ sở hữu may do này, nó cũng đều nằm ở dạng là determiners ha. Hoặc là sao giới từ cũng dùng danh từ này, hay trong các sở hữu cách hoặc sao tính từ này ha. Nó được tính từ bổ nghĩa thì đứng sau tính từ này. Đôi khi hai danh từ kết hợp thành như từ kép, thí dụ như amusement park, công viên giải trí, công viên dành cho sự giải trí ha. Chứ ở đây mình không có dùng là thí dụ như mình tính toán park là công viên thì phía trước mình phải dùng tính từ. Vì vậy tính từ của amusement là amusing, amusing park, công viên vui nhộn là công viên nó có tính chất vui nhộn của nó, đâu phải người đâu mà nó tính chất vui nhộn. Cho nên chỗ này người ta không dùng tính từ bổ nghĩa danh từ được, mà đã phải dùng danh từ để ám chỉ gì? Công viên này dành cho sự giải trí, thư giãn, nghỉ ngơi. Competition hall. Rồi, mình có danh từ competition, cuộc thi đấu. Nó có tính từ là competitive, competitive là cạnh tranh, thi đấu. Thì mình không thể nào dùng competitive hall được, thì cái hall đây là một phòng lớn, ý nói là cái nhà thi đấu nha. Đây là competition hall là nhà thi đấu. Mình không thể nói là nhà cạnh tranh được. Không thể nói nhà cạnh tranh, cho nên mình không dùng tính từ competitive ở đây được. Rồi, ngày độc lập, ngày dành cho sự độc lập ha. Dinh thống nhất hay là dinh độc lập cũng vậy. Dinh thống nhất thôi, chứ là dinh thống nhất nha. Hồi xưa nó là dinh độc lập là ngày chế độ cũ, chế độ sau mình thống nhất đất nước cho mình đổi lại là dinh thống nhất, là dinh của sự thống nhất. Nhớ vậy, đó là tính từ kép. Danh từ kép, xin lỗi, danh từ kép. Tính từ thì sao? Tính từ đi sao với các động từ nói? Động từ nói là những từ nào? Học từ lâu rồi, tất cả các cái điểm ngữ pháp đã học qua là phải nhớ hết. Nói tới cái gì phải nhớ cái đó. Rồi, linking verb sẽ gồm có be nè. Be này phải biết chia ra nha. Em is always were been, chứ không phải là be không. Rồi become là lúc này, see là sao, là còn nữa. Còn nữa, nhiệm vụ chúng ta phải ôn lại bài cũ. Rồi, tính từ thì đứng trước danh từ, bổ nghĩa danh từ đó. Dùng trong cấu trúc là make, keep somebody or something tính từ, có nghĩa làm cho ai hoặc cái gì như thế nào, ra tính chất nha. Hoặc giữ cho ai cái gì như thế nào, thí dụ như làm cho tôi buồn, make me sad. Đó, là tính từ. Giữ cho trường sạch, keep the school clean, đó tính từ. Hoặc là cấu trúc là find it tính từ, to verb. Đó, nhận thấy cái gì đó như thế nào để mà làm. I find it interesting to go swimming in the summer, tôi thấy thật là thú vị khi mà đi bơi ở mùa hè. Find it interesting to go swimming in the summer. Rồi, đó, những cấu trúc đó thì dùng tính từ. Còn trạng từ thì sao? Trạng từ nó có bốn chức năng: bổ nghĩa cho động từ là một, bổ nghĩa cho một tính từ là hai, bổ nghĩa cho trạng từ khác là ba, bổ
4 y cả mệnh đề là 4 này ha. Về động từ thì mình đâu cần phải nhớ mấy cái có nghĩa là nhớ ba cái này rồi thì không cần phải nhớ về động từ nữa, mà động từ nó liên quan tới cách chia thì và dạng của động từ, phải học cái đó. Khi mà gặp câu mà nó bắt chia về động từ thì phải nhớ chia thì hoặc chia dạng, đúng không? Mà lưu ý là word form là chỉ có một từ ra thôi, thì lúc đó mình chỉ lấy một cái dạng của động từ ra, chứ không phải là mình thí dụ như chỗ đó là hiện tại thành mình để have rồi để cái verb 3 vô, không phải. Chữ have người ta sẽ cho trước sẵn rồi sau đó mình chỉ cần dùng cái verb 3 thôi. Chút xíu nữa sau đây mình sẽ làm một cái bài tập nhỏ áp dụng cái này để hiểu hơn những cái chức năng đó như thế nào, để làm bài thì chúng ta sẽ hiểu hơn về trách nhiệm của cái word form này á. Thì mình dễ là sao? Dễ là người ta cho sẵn bốn từ, bốn cái option luôn. Mình chỉ cần xác định option đó là danh động tính trạng, rồi mình chỉ cần biết là chỗ trống mình cần điền lại từ gì để mình chọn vô thôi, thì mình dễ ở chỗ đó. Có nghĩa là mình có thể nhìn một số cái đuôi để mà biết, thí dụ như cùng một gốc từ đó ra, thí dụ như chữ agree là động từ, nhưng mà mình thấy agreement có cái đuôi man là mình biết thằng đó là danh từ rồi ha. Rồi đó, thí dụ như chữ invite là mời, thì mình thấy invitation có đuôi xanh là danh từ ha. Tương tự như vậy thì có những từ khác nó có những cái đuôi như vậy. Thường danh từ là tận cùng bằng những cái đuôi này, thường thôi, không phải là luôn luôn nha, thường thôi. Mention, sân luôn, ans luôn, ship, is, or, ba cái này thường là chỉ người nè, ba cái này thường chỉ người nè. Ví dụ như novelist nè, cyclist nè, typist nè, còn thì đầy dẫy nè, teacher, worker, farmer rồi nè. Còn này mà bằng or thì cũng có nhiều nè, ví dụ như doctor nè, conveyor, vân vân nhiều lắm. Rồi tính từ thường có cái đuôi nè, on nè, ion hoặc là x hoặc là eco hoặc là eve hoặc là bo hoặc là ly. Thì mình nhìn vô để mình hiểu đó là tính từ để mình chọn nó. Rồi trạng từ thì chủ yếu là tính từ thêm ly, chủ yếu tính từ thêm ly, chỉ có một số trạng từ là nó không biến cái đuôi ly thôi. Thí dụ như là fast, hard, early, những cái trạng từ đó là nó là tính từ luôn, vừa tính vừa trạng luôn. Như vậy thì ly nó cũng có tính từ, ly nó cũng có trạng từ, thì phân biệt làm sao? Thì chính cái chỗ này là cái chỗ mà phân biệt ly của tính từ trạng từ nè. Khi nào mà trước ly nó làm một tính từ á, thì cái chữ ly đó nó mới là trạng từ, còn nó không phải tính từ thì nó không phải trạng từ, nó sẽ là tính từ. Thí dụ như chữ friend là danh từ đúng không, mình thêm ly vô thì friend là danh từ chứ không phải là tính từ. Như vậy thêm ly vô thì chữ friendly đó là tính từ. Rồi thí dụ chữ love là danh từ, love là tình yêu nha, là danh từ, nó có thể là động từ nữa nhưng mà trong trường hợp này nó là danh từ. Thì danh từ đó nó thêm chữ ly vô thành lovely, dễ thương, thì nó lại là tính từ, nó không phải là trạng từ. Chỉ khi nào nó là cái gốc tính từ nó thêm ly thì nó mới là trạng từ thôi ha. Ví dụ beautiful, beautifully đó, happy, happily thì đó mới là trạng từ đó. Phân biệt cái ly của tính từ với trạng từ là ở chỗ đó ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ chuyển qua làm một bài tập thử về cái word form này nha, để chúng ta nhớ nha. Để thầy coi hình như đây không phải nó rồi mà, nó rồi mà, nhưng mà chuyển lại đâu phải đâu. Rồi đây nè, phóng to lên một chút đi cho thấy đi. Rồi thí dụ giờ mình có từ cái này, những cái ví dụ thôi nha, để hướng dẫn nha. Thì giờ nè, experience là trải nghiệm, là kinh nghiệm ha. Thì bây giờ ở đây nhận định đi, nhận định đi, câu này nhận định quá dễ. Have you ever là phải biết đây là nửa của thì hiện tại thành rồi, thì công thức hiện tại là have cộng verb 3, thì chỗ này phải là một verb 3, cho nên mình sẽ lấy verb 3 của thằng này ra là experienced ha. Experienced đi đi vô rồi đó, rồi nha. Rồi thí dụ chỗ này, rồi nhìn vô thì nhìn sơ vô thì thấy nè, nhớ ngay liền nè ha. Nếu mà tính toán thì mình tính bên tay phải trước rồi tính bên tay trái sau. Tính bên tay phải thì nhiều lúc tính bên tay phải được liền, còn nhiều lúc tính bên tay không được liền. Đó là thí dụ như trong trường hợp này, bên tay phải chữ in, phải hiểu ngay in là giới từ, không tính được. Tại sao? Tại trước giới từ nó có tới ba loại từ lượng, danh, động, tính. Như vậy thì mình không biết chỗ này thằng nào, cho mình nhìn lên, nhìn ra cái became.
bị became mình phải thuộc ngay luôn. Became là thuộc loại động từ nối linking verb, sau linking verb là tính từ. Đấy, như vậy mà cũng phải hiểu nghĩa nữa, bởi vì có khi nó xuôi nghĩa, có khi nó trái nghĩa, chứ mình phải hiểu nghĩa. Sau nhiều thất bại thì anh ta trở nên có kinh nghiệm, như vậy là experienced ed, experienced ed là có kinh nghiệm, experienced rồi ed có kinh nghiệm rồi. Rồi ở chỗ này đằng sau hết câu, đằng trước xung quanh, không có trường hợp nào mà xung quanh, sao xung quanh là gì, không hỏi gì được. Như vậy trong câu này phải hiểu nghĩa thành công có thể làm cho người ta như thế nào. Thành công có thể làm cho người ta thiếu kinh nghiệm, tại sao? Tại vì thành công quá thì đâu có rút được cái gì ra, cái kinh nghiệm từ thất bại đâu. Có nghĩa là những người nào thất bại thì người ta mới rút kinh nghiệm, còn những người nào thành công thì thường là tự mãn, sẽ không có rút kinh nghiệm. Thành ra thành công có thể dẫn tới sự thiếu kinh nghiệm, làm cho chứ làm cho ai đó thiếu kinh nghiệm, làm cho người ta thiếu kinh nghiệm. Nhận ngay ra cấu trúc make cộng somebody, someone hay somebody cũng là một đó, cộng tính từ. Và chỗ này sẽ là tính từ, chỗ này sẽ là tính từ. Như vậy tính từ trái nghĩa nữa, inexperienced, inexperienced trái nghĩa đó. Rồi thí dụ đây nữa nha, chữ fashion, restaurant, nhà hàng, nhà hàng danh từ thế này tính được liền nè. Nhà hàng như thế nào? Một nhà hàng rất là thời trang, là nhà hàng mà hợp thời, ví dụ trang trí kiểu hiện đại này nọ đó, thì chỗ này mình sẽ dùng fashionable, mình dùng tính từ vô fashionable. Rồi fashionable restaurant. Rồi xuống dưới câu này nhìn tay phải thấy chữ close, dễ quá, close là danh từ thì trước nó phải là tính từ. Rồi coi coi có trái nghĩa gì không, anh ta nghèo vì thế anh ta mua đồ như thế nào cho chính anh ta. Nghèo có mua được đồ fashionable, có nghĩa là đồ hợp thời trang không? Không, đồ mà hết thời trang rồi thì nó rẻ, anh ta nghèo mà, cho nên phải do cái nghĩa nữa mới quyết định được chỗ này là cái loại từ chính xác, nó phải trái nghĩa. Giờ mình có từ là unfashionable này, unfashionable clothes. Rồi tới chỗ này này, thin, thin là ốm, ốm. Mình phải hiểu ngay chữ thin này là một tính từ. Bổ nghĩa tính từ dùng gì? Dùng trạng từ. Mà có phải không? Cô ấy là một người mẫu và vì thế luôn luôn giữ cho mình ốm theo kiểu thời trang. Như vậy là trạng từ để bổ nghĩa cho tính từ là chỗ này đó. Như cái thuyết hồi nãy mình học bên kia đó, trạng từ bổ nghĩa cho tính từ. Như vậy chỗ này phải biết là fashionably, fashionably, lấy trạng từ ra fashionably. Rồi nha. Rồi tiếp tục chữ impress. Cái chữ này nó tới 26 tới 31, 6 câu nha. Tại sao? Nó rất là bao la cái cách dùng nè. Rồi chữ me, tôi, không có thuộc từ loại nào để mà làm hết ha. It, chủ từ. Chủ từ xong phải tới hành động chứ. Nó làm gì tôi? Nó làm gì tôi? Chưa có hành động, vậy chỗ này phải là động từ. Phải là động từ. Rồi, nó làm cho tôi ấn tượng là Barcelona luôn luôn chơi tận hiến, chơi cống hiến. Như vậy câu này là câu hiện tại, bởi vì mình thấy ở đằng sau always play là hiện tại luôn. Cho nên chỗ này phải chia động từ ở hiện tại đơn. It là ngữ ban sơ thì động từ phải biết thêm s vô. Impresses me, nó làm cho tôi ấn tượng là Barcelona luôn luôn chơi tận tụy. Rồi tiếp đây với từ không tính, my. My là một determiner ở phía trên đó, như vậy sau đó phải là tính từ. Lật lý thuyết coi lại nha, my là một cái determiner của tôi, cái gì của tôi, cho nên ở trong này là danh từ, chỗ này phải là danh từ, của tôi, đó là determiner, nó tính như một tính từ, cho nên làm sao nó là danh từ nha. Cái gì của tôi về Singapore là cái sự sạch sẽ của nó. Vậy cái gì? Cái danh từ là cái ấn tượng, impression, impression. Ấn tượng của tôi về Singapore là cái sự sạch sẽ của nó. Rồi. Tới đây bài giới từ không tính được. We were really, really trạng từ. Sao trạng từ là lại từ gì? Có thể tính, có thể trạng luôn. Bởi vì trạng từ nó có thể bổ nghĩa cho một tính từ mà, rồi nó có thể bổ nghĩa cho một trạng từ khác mà. Rồi trạng từ còn có thể bổ nghĩa cho động từ nữa mà. Như vậy câu này phải hiểu nghĩa, phải thấy có chữ by là câu bị động, như vậy chỗ này phải là vấn ba. Chúng tôi thật sự bị ấn tượng bởi cái sự biểu diễn xuất sắc của anh ta. Như vậy chỗ này phải là một verb ba, impressed. Impressed. Câu 29 performance danh từ. Trước nó phải là tính từ.
tôi chưa từng xem một buổi biểu diễn ấn tượng nào như thế. Tính từ bổ nghĩa danh từ impressive, tính từ là impressive. Mà vô bài vô làm mình không có đánh gõ gì đâu nha, có sẵn rồi chỉ cần chọn thôi. Ở đây là thầy hướng dẫn chúng ta cho nên là giảng cặn kẽ ra như vậy. Rồi câu 30 nè, building tòa nhà, tòa nhà như thế nào vậy, phải là một tính từ để bổ nghĩa ha, để bổ nghĩa. Nhưng câu này phải lưu ý, phải coi cái nghĩa nó báo giỡn vậy nha, làm xong phải coi cái nghĩa coi nó có xuôi cái câu hay không. Nó không xuôi thì phải biết tính toán khác đi, rồi nó chỉ là một tòa cao ốc như thế nào thôi, không như tôi tưởng tượng, không như tôi tưởng tượng ra như vậy. Đó chỉ là tòa cao ốc không có ấn tượng gì cả, thì mình sẽ dùng cái nghĩa unimpressive. Unimpressive. Rồi câu 31, tone cao, trước đó là tòa gì, tính từ, trạng từ mới bỏ nghĩa cho được tính từ thôi. Người thủ môn đó cao một cách ấn tượng, gần chiều cao của khung thành luôn. Một cách ấn tượng dùng trạng từ vô, impressive. Trạng từ bổ nghĩa cho tính từ đó. Rồi thêm mấy câu nữa thôi, như trường hợp này in giới từ không tính. I take no, take no giống như là I did, I don't take. Câu tiếng Anh hiện tại nó có thể dùng take với lại tính từ no đằng sau, rồi đằng sau đó là cái dạng từ gì đó, hoặc là nói là I don't cũng được. Như vậy I take no coi như là tôi không lấy, không lấy cái gì, không lấy gì, không có cái gì. Như vậy đằng sau phải là danh từ, chữ interest cũng là danh từ luôn rồi. Vậy là để nguyên sự chữ đó vô, interest, tôi không có hứng thú gì trong âm nhạc cả. Câu này ý vậy. Rồi câu 33, trước đó giới từ không tính được ha. Rồi she's có thể hiểu she is, có thể hiểu she has, thì gì. In living alone có giới từ in, như vậy mình nghĩ ngay tới interested in, interested in ha, bởi vì cấu trúc của nó là vậy mà. Interested in living alone, cô ta thích sống một mình nha. Rồi câu tiếp theo, that là một mệnh đề không tính được rồi, tính phía trước. The novel was so, cấu trúc so that, động từ be, nghĩa là cuốn tiểu thuyết thì như thế nào đó, như thế nào, phải dùng tính từ. Cuốn tiểu thuyết thì như thế nào, đến nỗi tôi đọc nó lần thứ năm như vậy nó hay quá. Interesting, interesting nha, interesting. Rồi tiếp theo, with giới từ không tính, play động từ, mấy con chó chơi, chơi sao, chơi như thế nào, trạng từ bổ nghĩa, chơi một cách thích thú với nhau. Rồi chúng nó tự vơi đùa, chơi đùa thích thú với nhau. Interestingly, nó chủ động cho nên phải dùng trạng từ ở dạng chủ động, interestingly. Rồi vô cấu trúc là find it, tính từ nè, nhận thấy nó như thế nào đó. Ông ba tắt tivi đi rồi đi ngủ, chuyển sang game show chứ, nhận thấy chương trình đó không hay cho nên ông chuyển qua game show. Rồi như vậy là chỗ này phải biết tính từ trái nghĩa, trái nghĩa nhận thấy cái điều đó như thế nào, phải dùng tính từ chủ động, là tính từ nó gây ra cho người ta đó. Anh interesting, anh interesting, không hay cho nên ông ba đã chuyển qua chương trình trò chơi ha. Đó, một số hướng dẫn để chúng ta biết cách mà chọn lựa word form cho nó đúng nha. Rồi chúng ta quay lại bài, sắp xếp câu sắp hết rồi, chuẩn bị ha. Sắp xếp câu thì cái này là phải có kiến thức cơ bản về các thành phần chức năng trong câu, kết cấu của câu, các từ loại nha. Rồi thì chúng ta phải hiểu nè, trong câu thì phải có chủ từ hay là chủ ngữ nè, là làm ra hành động hoặc sở hữu một sự việc, một trạng thái và tính chất. Rồi động từ là hành động trong câu, và động từ phải được chia thì túc từ, tân ngữ là từ bị hành động tác động lên, bổ từ là từ nói lên, chủ từ là ai, là cái gì, là như thế nào. Thí dụ thì nói nè, I am a student, thì a student là bổ từ cho ai, cho chủ từ ai đó. Tôi là ai, tôi là học sinh nè. Cái gì, thí dụ như it is a book, nó là quyển sách. Thì cái gì, chữ bút đó là nói về cái chủ từ ít đó, như vậy cái chữ bút đó là bổ từ, nó là danh từ đó. Như thế nào thì đó là tính từ, là thí dụ như she is very beautiful,
beautiful tính từ của ta như thế nào, thì beautiful đó là bổ từ của she nha, bổ từ là như thế đó nha, phân biệt với các cái chủ từ, động từ, túc từ hoặc là trạng từ thì có nhiều loại trạng từ. Trạng từ chỉ nơi chốn, thời gian, thể cách, từng sức, tùy cái trạng từ mà mình dùng cho nó phù hợp. Rồi các thành phần chức năng trong câu có thể là một từ, một ngữ hoặc một câu luôn. Thì bây giờ mình học, mình phải biết cơ bản đi, rồi dần dần học qua mình sẽ thấy các thành phần chức năng đó nó có thể là một từ, một ngữ, một câu, từ từ mình sẽ thấy nha. Cho đó là xác định không dễ dàng được, đối với nhất là đối với cái câu mà làm bị động á, không có xét hết được cái chủ từ đó. Thí dụ chủ từ đó là một từ thì dễ rồi, mà rồi chủ từ đó là một cụm ba bốn từ thì sao, rồi chủ từ đó là một cả một mệnh đề thì sao. Một mệnh đề có nghĩa là có động từ với chủ từ với động từ chia thì á, gọi là một mệnh đề, cả một mệnh đề thì sao. Không xác định hết thì sẽ không làm đúng bài được nha. Do đó việc học từ vựng là vô cùng quan trọng, góp phần quyết định trình độ tiếng Anh của mỗi cá nhân nha. Rồi và thành phần luôn có trong câu đó là động từ, còn thách phần thành còn lại có khi có khi không. Thậm chí chủ từ cũng có, câu cũng có chủ từ à. Thí dụ như câu mệnh lệnh cười lên đi, smile, đâu cần phải chủ từ đâu. Lúc đó hiểu ngầm chủ từ là you đó, đừng đi, don't go, là bạn đừng đi đó. Chủ từ hiểu ngầm là you đó ha. Rồi cái động từ là quan trọng nha. Phần viết lại câu thì sao, phải biết cấu trúc ngữ pháp nha. Rồi trong cái ngữ pháp đó cái dạng nào nữa, là thí dụ như đổi quá khứ đơn sang hiện tại thành dạng first began started hay dạng the last time hoặc là dạng this is the first time à, có nghĩa là phải học bài thôi, phải học bài thôi. Tóm lại khi làm bài kiểm tra, học sinh phải nắm vững kiến thức hiện đang học, mà còn phải nắm vững kiến thức ở các khối lớp trước. Kiến thức như một sợi xích, mỗi mảng kiến thức là một mắt xích, nếu mắt xích nào thì sợi xích cũng vô dụng. À, đặc biệt trong bài trắc nghiệm đòi hỏi học sinh phải vững kiến thức kỹ, thực hành kỹ, có nghĩa là phải nhìn vô câu đó phải kỹ ra, bởi vì trong câu trắc nghiệm nó sẽ có những câu gần gần giống nhau, nó chỉ sai xích nhau chút xíu. Ví dụ như đáng lẽ cái chỗ đó chủ từ có ba xích, động từ đó phải thêm s mà nó không thêm s, là thí dụ như chỗ đó là quá khứ nó phải đi mà nó không phải đi, là số dụ chỗ đó là số nhiều mà nó không số nhiều, mình không nhận ra cái điều đó thì chắc chắn mình chọn đáp án sai rồi. Cho nên trắc nghiệm nó nà ná nhau mà mình không biết hết kiến thức và không kỹ thì sẽ làm không được. Do đó thầy chúc các em khỏe sáng suốt.